Thưa các bạn, tại triển lãm Frankfurt Motor Show thì chiếm đại đa số, vâng, vẫn là những nhãn hiệu của xe Đức. Và một trong những cái sản phẩm đáng chú ý tại triển lãm năm nay chính là Audi RS7 và dòng xe thể thao khá nổi tiếng của Audi. Các bạn sẽ thấy không? Trong một cái không gian rất là đẹp, màu đỏ với những cái thiết kế mới, lưới tản nhiệt single frame, vân 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 vân. RS7 đang khiến rất nhiều người quay chụp hình và giới thiệu về nó. Rất đơn giản bởi vì nó quá đẹp. Đầu tiên là tôi rất muốn chia sẻ với các bạn cái mức giá bán của cái sản phẩm này. Thực ra cái giá bán của một cái sản phẩm với kiểu như Audi RS7 thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không có một cái mức giá nào cố định cả. Nó sẽ có những cái bản cơ sở tiêu chuẩn là bao nhiêu tiền, sau đó là phải dựa trên cái option được trang bị sẽ ra một cái mức giá. Và cái bản ngay bên cạnh tôi bây giờ là 121.000 bảng. Đó. Và khi quy đổi ra thì tiền Việt nó khoảng 3 tỷ, hơn 3 tỷ một chút. Bây giờ thì chúng ta hãy xem những cái chi tiết thiết kế mới trên RS7 nhá. Thực ra cái sản phẩm này phải nói là quá đẹp, lưới tản nhiệt kiểu single frame thì theo cái ngôn ngữ thiết kế mới của Audi. Trên cái dòng xe thể thao thì ngay cả phần logo này thì cũng sơn đen hết luôn. Các bạn hãy nhớ rằng những cái họa tiết, những cái đồ họa kiểu như cái hình thang này, hình lục giác này trên lưới tản nhiệt ấy, nó không chỉ xuất hiện trên lưới tản nhiệt mà còn rất nhiều chi tiết nữa. Chút nữa các bạn sẽ thấy. Vâng, phần này là phần cảm biến này, phần radar quét. Rồi, cảm biến phía dưới. Cam 360 là những trang bị tiêu chuẩn. Và trên RS7 thì ngoài cái cản thể thao các bạn sẽ thấy rằng có một cái phần trang trí bằng sợi carbon rất là đẹp. Với cái gầm thấp như RS7 này, mình nghĩ là đi ở Việt Nam cũng phải cẩn thận. Nói chung là cẩn thận nếu như không muốn bị tàn nát cản. Hơn nữa đây là cản có bọc carbon. Đây ạ. Hôm trước thì tôi đã giới thiệu với các bạn mẫu Brabus 900, 700. Đó. Thì đắp rất nhiều carbon. Mẫu xe này cũng vậy, nếu như chúng ta nắp cabo carbon, nhiều carbon hơn nữa, chắc chắn nó sẽ còn cao, giá còn cao hơn rất nhiều. Công nghệ đèn trên Audi thì có thể nói Audi là một trong những hãng tiên phong về những cái công nghệ đèn. Và cái cấu hình đèn trên những chiếc xe Audi luôn tạo ra cái sự nhận diện và cái bản sắc rất là riêng. Những cái hệ thống full LED rồi ngay cả đèn laser bây giờ thì cũng đã quá quen thuộc trên tất cả những cái dòng xe Đức ngày nay. Và những cái giải LED định vị. Phần này thì nó tương đối giống những chiếc xe A7, Q8 mà tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Ở châu Âu thì những cái dòng xe bây giờ cái xu hướng là phải tiết kiệm nhiên liệu. Ví dụ như cái mẫu này đã trang bị cái động cơ là V8 4.0 600 mã lực. Nhưng nó còn được bổ trợ trang bị thêm một cái động cơ điện 48V nữa. Thì cái đó bây giờ trên các cái dòng xe ngày nay thì đã quá quen thuộc rồi. Thứ nhất là nó hỗ trợ cái việc khởi động. Thứ hai là trong các cái điều kiện, một số điều kiện vận hành khác nhau thì nó sẽ hỗ trợ cái việc là ngắt bớt cái lượng tiêu thụ nhiên liệu bằng cách vận hành đúng cái động cơ điện đó và giảm cái mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như giảm cái mức khí thải. Ở châu Âu thì cái việc tiết kiệm nhiên liệu và mức khí thải rất là quan trọng. Đây, mời các bạn tiến ra phía sau đây ạ. Chúng ta sẽ cùng xem chung trong khi các nhà báo tác nghiệp nhé. Bởi vì là qua bên này đi. Đây. Để mà nói về thiết kế ngoại thất, kể cả nội thất, thì Audi luôn có những cái thiết kế phải nói là đẹp. Mình chưa nói đến cái phần vận hành, nhưng các bạn hãy xem này. Lốp Pirelli. Rồi, mâm Audi Sport. Rồi, mâm này các bạn nhìn qua các bạn có đoán được là bao nhiêu không ạ? Trên những chiếc xe SUV thì ta có thể nhìn nó bé, nhưng mà trên một chiếc xe gầm thấp thể thao kiểu như thế này thì mâm 22
cũng là hàng siêu khủng rồi. Kẹp phanh ceramic màu đỏ. Đấy. Đĩa trước sẽ là 440, đĩa sau có bé hơn một chút. Đây. Carbon nhá. Carbon, carbon. Giá tại Đức đang được chào với mức giá cho cái bản này là 3.1 tỷ. Các bạn có thể đoán được quy đổi nhanh một chút là khi về Việt Nam là giá bao nhiêu không ạ? Đấy, bộ động cơ này, phần động cơ. Ôi, V8. Nhìn thấy đã là yêu thương rồi. Tại triển lãm Frankfurt Motor Show năm nay, các bạn sẽ thấy một cái thiết kế có thể nó là rất trend và rất phổ biến. Đấy là phần gương lúc nào cũng được sơn đen. Và phần viền ô cửa kính, trụ B, phía trụ C đều được sơn đen bóng trên các cái dòng xe thể thao. Và trên RS thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ không có phần... đây, cửa kính nói là như thế này. Không có phần viền cửa bên ngoài bằng kim loại nhá. Và kính là kính 3 lớp, trong đó là lớp keo ở giữa để cách âm. Đối với những cái thiết kế như thế này thì phần cách âm xử lý rất là khó trong cái hệ thống răng cửa. Có hít không ạ? Cửa hít. Và cái phần trên cái dòng xe thể thao của Audi, thực ra cái phần đuôi này, tôi phải nói đây là một tác phẩm nghệ thuật thì đúng hơn. Và tôi chắc chắn rằng khi các bạn tiến ra phần đuôi xe, nếu như phần đầu gì thì chúng ta còn nhìn thấy giống những chiếc Audi A7, nhưng mà đến ra phần đuôi thì các bạn sẽ thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nếu mà ai mà chê được cái thiết kế này thì tôi phải đến gặp và phải thuyết phục lại, để các bạn sẽ thấy rằng đây có lẽ là rất xứng đáng để gọi tác phẩm nghệ thuật. Từ các cái dải đèn LED nối liền từ trái sang phải, rất quen thuộc của Audi. Đây, phần cản dưới. Đấy nhá, các cái họa tiết kiểu như lưới tản nhiệt ở trên phía trước này cũng được dùng cho cái phần cản sau này. Nó vẫn là cái hình thang carbon siêu đẹp luôn. Bô hình bầu dục, bô đôi. Thực ra tôi nghĩ rằng ở triển lãm thì chúng ta, các hãng xe sẽ nên có cái giả lập, hoặc là để cho chúng tôi, những người tham gia, có thể nghe được cái tiếng bô thể thao. Tôi sẽ mở cái cốp này lên cho các bạn xem. Vâng, rất đẹp. Chúng ta sẽ xem nhanh. Ok. Rồi. Bây giờ sẽ tiến vào phần nội thất ạ. Chúng tôi sẽ phải... chúng tôi sẽ phải xếp hàng lần lượt để xem phần nội thất. Và cũng phải xem nhanh, cho nên mọi thông tin chi tiết, xin hẹn các bạn rằng những cái sản phẩm này về Việt Nam, chúng tôi sẽ có những cái dành nhiều cái thời lượng cũng như thời gian để giới thiệu chi tiết hơn. Còn ở đây ngắm những cái vẻ đẹp, những cái thiết kế, những cái ngôn ngữ thiết kế, những cái công nghệ, đó cũng là một cái niềm hạnh phúc rồi. Anh em xem nhớ chia sẻ, comment được nhiều giúp mình nhá. Cất công bay sang Đức để ngắm những chiếc xe này thực sự là cũng rất là đã. Bởi vì qua những thước phim chúng ta cũng sẽ nhìn được một phần thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta được sờ, được chạm thì mới thấy được rằng chiếc xe này thực sự nó đẳng cấp. Rồi. Rồi các bạn sẽ thấy nhá. Tất cả các cái họa tiết này ở trên ghế, đấy, da xịn, có một phần da lộn ở đây, kiểu như thể thao. Và họa tiết, đây chính là họa tiết xuất hiện trên
lưới tản nhiệt cũng như cái cản sau của Audi RS7. Ghế lái những dòng xe này chắc chắn nhìn đã, các bạn sẽ thấy rằng đó là chiếc ghế dành cho những dòng xe thể thao nhưng vẫn dùng được hàng ngày. Còn nếu như muốn chỉ để đua không thì có lẽ nó sẽ khác rất nhiều. Vâng, những cái cấu trúc module như màn hình Virtual Cockpit này, màn hình trung tâm này thì các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Bởi vì nó là platform chung của các dòng xe Volkswagen. Vô lăng bọc da Alcantara thiết kế kiểu RS. Hộp số 8 cấp Tiptronic, các bạn có thể sử dụng lẫy chuyển số sau vô lăng. Và trên Audi thì các cái công nghệ về hỗ trợ lái bán tự động, rồi phanh khoảng cách, rồi rất nhiều cái công nghệ hiện đại thì cũng đã có. Điều đấy quá đơn giản với một cái hãng xe hạng sang của Đức. Nhưng mà có lẽ một cái công nghệ khá hay trên các cái dòng xe thân dài của Audi đấy là công nghệ lái 4 bánh. Ở đây thì sẽ không được lái thử. Sẽ hẹn các bạn khi nào có lái thử để xem 4 cái bánh nó hướng như thế nào. Mục đích của nó để giảm cái bán kính quay vòng hơn. Về các cái chế độ lái đây, Start Stop này, Cam 360 này, Setup Vehicle ở đây này. Tất cả là tiếng Đức. Wow. Rồi, có rất nhiều nhà hàng đấy. Màn hình thì là cảm ứng điện dung. Cảm ứng điện dung. Đó. Rồi. Thì các cái chế độ lái thì cũng tương tự như các dòng xe BMW hay là dòng xe Mercedes, có khá nhiều chế độ lái từ Normal, Eco, Sport, Sport Plus, rồi các gói trang bị như Dynamic, Dynamic Plus để giúp những chiếc xe này có cái khả năng vận hành cao hơn nữa. Nhưng đó là cái phần mà phải thuộc về phần trải nghiệm, chúng ta sẽ phải chạy. Còn quay trở lại phần thiết kế, các bạn sẽ thấy ra cửa dàn cửa gió điều hòa. Đấy. Nó giống trên những cái kiểu Audi A8 hay Audi A6 mới mà chúng tôi đã giới thiệu, thậm chí Audi Q8. Rồi những cái phần họa tiết theo kiểu vân carbon. Màn hình rất quen thuộc trên những chiếc Urus gần đây. Rồi Bentley, rồi Volkswagen. Đấy. Cần số là điều tôi rất thích trên cái Audi, các dòng xe Audi. Và khi cầm nắm như thế này thì thực sự là mình nghĩ rằng mình đang lái một chiếc phi cơ. Đó, các chế độ số ở đây, phanh tay điện tử, auto hold, tự động ngắt bật động cơ, có sạc không dây, các khe cắm, cổng khe SD, trần da lộn, gương này không viền, rất đẹp. Ở đây các bạn sẽ thấy hệ thống loa này, Bang & Olufsen này. Khi mà mình tắt chìa khóa đi thì nó sẽ tự động nó sẽ ẩn đi. Còn nếu bật thì nó sẽ hiện, nó sẽ tự động nó gọi là trồi lên. Đấy. Thực ra đẹp lắm. Nếu mà nói về Audi là thiết kế rất đẹp luôn mà nó trẻ, thời trang. Đấy. Vâng, thưa bạn, ở cái hàng ghế sau của các dòng RS hay những cái kiểu dòng AMG thì thực sự tôi không bao giờ thích, bởi vì tất cả những cái vị trí kiểu xe như vậy thì mình phải ngồi ở ghế lái để cảm nhận, để sướng. Chứ còn ngồi hàng ghế thứ hai, một là những cái dòng xe thể thao ấy, cái trần phía sau nó sẽ thấp bởi vì nó còn phải phục vụ cho cái vấn đề là khí động học nữa. Cái thứ hai là cái không gian nó cũng không dễ chịu. Cái thứ ba là ngồi chỉ nghe tiếng bô thôi, trong khi cái phần sướng nhất là ngồi trên rồi. Nhưng để mà nói mà vật liệu rồi các cái trang bị tiện nghi trên RS thì cũng không thiếu, cũng chả kém gì một chiếc sedan đâu. Cửa gió điều hòa này, màn hình điều khiển hệ thống điều hòa, mình nghĩ là mẫu này cũng phải 4 vùng độc lập bởi vì xe cao cấp mà. Mấy cái trang bị đó thì chẳng là gì cả. Trần da lộn, ghế ngồi thích đó. Những cái này là trang bị rất cơ bản rồi. Nói chung là vật liệu trên mẫu xe sang là đẹp, các hoa họa tiết hoa văn RS.
Phần cánh lướt gió chúng ta gọi là cánh lướt gió thể thao ở phía trên. Đó. Những phần cánh lướt gió này nó sẽ tự động nó nâng lên để tăng cái lực downforce khi mà xe chạy ở tốc độ cao, đặc biệt là ở những cái con đường ở Đức. Các bạn sẽ thấy rằng những cái hệ thống Autobahn bên này thì không có giới hạn tốc độ, đa phần là thế. Và thực sự là tôi rất mong muốn được cầm lái chính cái mẫu xe này chạy trên Autobahn để xem nó hay như thế nào. Chúng ta có thể chạy 180, 200, 220, 230. Và vận tốc cực đại của chiếc xe này là lên 280. Nếu như trang bị thêm cái gói Dynamic Plus ấy, thì sẽ có thể đạt cái vận tốc cực đại là 305. Đấy là về mặt con số thông báo từ hãng. Nếu như có điều kiện, hãy thử. Nó còn phụ thuộc vào điều kiện lốp, điều kiện đường, vân vân. Nhưng tôi tin với Audi RS sẽ làm được điều đấy. Và còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy like và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.